Chùm giang hồ Minh Samasa và bí mật chuyện bị yếu sinh lý, có thời vị thế của Minh Samasa trong thế giới ngầm vũng tàu được ví như khánh trắng ở Hà Nội. Lâm già ở Hải Phòng hay Nam Cam tại Sài Gòn, nhưng ít người biết phía sau những giai thoại giang hồ khét tiếng, Minh Samasa lại có một cuộc sống riêng khá bất hạnh. Không chỉ trải qua tuổi thơ nghèo khó, ông chùm sau này còn bị mắc bệnh vô sinh, thành ông chùm vì ảnh hưởng của mẹ. Trong giới giang hồ vũng tàu những năm 90 của thế kỷ trước, Minh nổi lên như một thủ lĩnh sừng sỏ, tập hợp hàng chục đàn em thân tín chuyên tổ chức bảo kê chăn rắt môi giới mại dâm và sẵn sàng sử dụng hàng nóng khi xảy ra đụng độ với các băng nhóm khác đặc biệt riêng thị trường hải sản Vũng Tàu. Minh Samasa cùng với các đàn em đã trở thành nỗi khiếp sợ của các tiểu thương, chủ tàu cá ở đây, Minh Samasa tên thật là Nguyễn Văn Minh, 50 tuổi. Ở phường 4, thành phố Vũng Tàu, sinh ra trong một gia đình có 7 anh em, Minh là con thứ hai nên thường được gọi là anh hai một cách thân mật. Ngoài bí danh Samasa sau này, bố của Minh là người gốc Bắc, một thầy cúng đám ma trong vùng, còn mẹ Minh là một người phụ nữ miền Tây đẹp mặn mà lại nổi tiếng ham mê cờ bạc. Để thỏa cơn nghiện đỏ đen, người đàn bà này tự đứng ra tổ chức cho vay nặng lãi, nhưng rồi tiền bạc thu về từ khoản cho vay cũng không đủ bù đắp tiền thua bạc. Nhiều lần bị chủ nợ đến tận nhà xiết, mẹ Minh đã trốn biệt bỏ mặc người chồng còm cõi cùng lũ con nheo nhóc ngồi co do. Cuộc sống gia đình bỗng chốc tiêu tan, Minh buộc phải nghỉ học giữa chừng và bắt đầu cuộc đời lang bạt khi mới 15 tuổi. Cũng chính từ đây, Minh đặt những bước chân đầu tiên vào giới giang hồ, để mưu sinh qua ngày, Minh và các anh em xin vào làm bốc vác ở cảng cá Vũng Tàu. Nhờ lao động miệt mài, anh ta có một số vốn trong tay, bị ảnh hưởng của mẹ, Minh bắt đầu nuôi ảo vọng làm giàu nhanh bằng con đường cho vay nặng lãi. Để đảm bảo hoạt động, cậu ta dùng chính anh em trong nhà làm lực lượng nòng cốt đồng thời bỏ tiền chiêu mộ thêm đám giang hồ bên ngoài. Dần già, Minh đã tổ chức được một nhóm cho vay nặng lãi chuyên nghiệp và thu về nhiều lợi nhuận, chưa dừng lại, để phát triển thế lực. Minh lấn sang lĩnh vực bảo kê vũ trường, quán bar và kiếm thêm lợi nhuận từ việc môi giới gái mại dâm để tranh giành địa bàn bảo kê. Hắn không ngần ngại đụng độ với các băng nhóm khác với sự điều lĩnh, manh động, đám đàn em dưới trướng của Minh khiến cho giới giang hồ vũng tàu cũng phải kiêng rẻ. Còn Minh trở thành một trong những đại ca máu mặt nhất phố biển lúc này với bí danh Minh Samasa trong những năm tháng làm thuê ở cảng hải sản vũng tàu. Minh nhận thấy đây là một thị trường béo bở, có thể hái ra tiền, có hàng trăm đàn em dưới trướng, Minh tự phong cho mình chức đội trưởng đội bốc vác cá, tại cảng Incomai từ đó ngoài việc thu mua hải sản với giá rẻ và cho đàn em độc quyền bốc vác ở nhiều cảng hải sản vũng tàu hắn còn ngang nhiên thu phế của những tiểu thương kinh doanh tại đây nhờ nguồn lợi từ việc chèn ép khiến thanh thế của băng nhóm minh samasa lên như diều gặp gió hắn bắt đầu nuôi tham vọng thống nhất giang hồ vũng tàu bước đầu tiên minh chấn áp và xử nóng hàng loạt băng nhóm đối địch để được yên thân những băng nhóm có tên tuổi tại vũng tàu lúc này như hải lộ ba vạc đều phải chấp nhận dưới chướng minh samasa chưa thỏa tham vọng, Minh còn mời Lâm chín ngón đệ tử cuối cùng của Giang Hồ Đại Ca Thay khét tiếng một thời, nhằm gia tăng thanh thế. Sau những cuộc thanh trừng đẫm máu, Minh Samasa đã từng bước vươn lên ngôi vị bá chủ trong thế giới ngầm tại phố biển Vũng Âu. Những cay đắng sau mối tình xét đánh, quá trình thực hiện bài viết này, chúng tôi được một điều tra viên từng được phân công theo dõi Minh Samasa, xin giấu tên, tiết lộ, ngày quen biết Minh. Phụng đã là gái một con nhưng sắc đẹp vẫn còn rất mặn mà, sau khi ly dị chồng, Phụng dắt díu con từ miền Tây ngược ra phố biển Mưu Sinh. Khoảng thời gian làm chạy bàn cho một quán cà phê, cô ta đã đốn tim của không biết bao nhiêu chàng trai miền biển, trong đó có Minh Samasa. Ngoài đám đàn em thân cận, giang hồ phố biển vẫn thường nói về một người phụ nữ luôn đi theo sát ông trùm trong những lần đi phô trương thanh thế. Một cựu đàn em của Minh Samasa nay đã hoàn lương, tiết lộ, đó chính là Phụng Trắng, vợ hờ của Minh, người được đám đàn em hay gọi một cách kiêng nể là chị hai. Những ngày Minh Samasa làm mưa làm gió, Phụng Trắng được ông Trùm tin tưởng giao cho việc ghi chép quản lý sổ sách tiền nong liên quan đến hoạt động mua bán hải sản. Bên cạnh đó, Phụng còn là cánh tay phải đắc lực cho công cuộc chinh chiến giang hồ của Minh Samasa, ít người biết ẩn sau mối quan hệ tưởng rất hoàn hảo ấy lại là nỗi đau sâu kín ông Trùm chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Giang hồ Vũng Tàu đến giờ còn để lại mối tình xét đánh giữa ông Trùm và người đàn bà một con, một bận, Minh Samasa đến quán uống cà phê thì gặp Phụng bị hút hồn trước nhan sắc mặn mà của người phụ nữ một con, Minh dùng tiền bạc tiếp cận, hứa hẹn sẽ lo cho mẹ con cô cuộc sống sung túc. Cô gái chạy bàn nhanh chóng siêu lòng trước đề nghị ấy và theo Minh về chung sống như vợ chồng. Từ đó, Phụng bắt đầu bước chân vào giới giang hồ và trở thành trợ thủ đắc lực của ông trùm khét tiếng này. Thế nhưng chuyện Phụng từng có một đứa con riêng, Minh Samasa không bao giờ tiết lộ ra ngoài. Theo điều tra viên, chuyện này cũng bắt nguồn từ nỗi đau sâu kín của Minh Samasa đứa con gái nhỏ phụng khi dẫn về chung sống với minh tên là thảo mọi người cứ ngộ nhận đó là con ruột của minh và phụng cũng không bao giờ tranh cãi điều này song thực chất suốt mười mấy năm chung sống minh và phụng trắng không có với nhau muộn con nào điều này khiến cho ông trùm vô cùng đau khổ vì muốn minh chứng bản lĩnh đàn ông minh nhiều lần thử qua những em út khác nhau nhưng kết cục vẫn không có gì thay đổi đến bệnh viện khám minh được các bác sĩ cho biết mắc bệnh vô sinh từ đó minh đau đớn chấp nhận coi bé thảo như con ruột gã coi đứa bé này và cuộc hôn nhân với Phụng như lá bùa để khẳng định vị thế của mình trong mắt đàn em, cũng theo điều tra viên này thì trong khoảng thời gian sống chung với Phụng Trắng. Minh Samasa phát hiện mình bị lao phổi mãn tính, nhưng thay vì chữa trị, ông chùm lại giấu nhẹm bệnh tật mù quáng lao theo những ảo vọng tranh đoạt giang hồ. Ngày bị cơ quan điều tra bắt giữ, ông chùm vẫn không ngừng hy vọng một ngày nào đó sẽ trở lại gây dựng thanh thế mà không ngờ đến kết cục bi thảm của đời mình gậy ông đập lưng ông một trong những nước cờ minh samasa tâm đắc nhất là chiêu mộ lâm chín ngón đàn em đại ca thay về dưới trướng minh luôn tin với tên tuổi của mình lâm sẽ giúp hắn nhanh chóng bành trướng tạo dựng vị thế còn hơn cả đại ca thay trước kia thế nhưng sau này minh samasa đã phải cay đắng nhận đòn gậy ông đập lưng ông từ chính gã đàn anh tin cẩn này theo cựu điều tra viên từng được bố trí theo dõi minh samasa thì những ngày về dưới trướng ông chùm Lâm Chín Ngón đã âm thầm lên kế hoạch hất cảng Minh Phụng khỏi Vũng Tàu, kế hoạch này sau đó bị lật tẩy khiến Lâm Chín Ngón phải chạy trốn về Sài Gòn. Nhưng sau này, tên này đã cung cấp cho cơ quan điều tra rất nhiều tài liệu về hoạt động làm ăn phi pháp của Minh Samasa và người tình. Giới giang hồ sau này đều bảo Minh Samasa đã bị gã đàn anh chơi một vố quá đau. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ, hãy bấm nút like và để lại bình luận phía bên dưới của video đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông bên cạnh để nhận được những video mới nhất